Thưa quý vị, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ và Câu lạc bộ Phụ nữ 8 tháng 3 vừa tổ chức họp mặt nhằm ôn lại ý nghĩa ngày truyền thống kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam qua các thời kỳ, sự phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ có trên 1.300 hội viên tham gia, theo đó thì có trên 150 cặp đôi vợ chồng tham gia câu lạc bộ, và tất cả hội viên đều là thành viên cốt cán, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.